Vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên tuyến đường liên xã thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Hai mẹ con chở nhau chạy trên tuyến đường bê tông liên xã thì bất ngờ va chạm với xe lưu và bị phương tiện này cán qua người, khiến cả hai tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 phút hôm qua, chị Trần Ngọc Trinh, 32 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến chạy xe máy chở theo con gái 10 tuổi trên tuyến đường liên xã hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến đoạn thuộc ấp Suối Minh, xã Đồng Tiến, xe máy của chị Trinh va chạm với xe lưu. Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con chị Trinh ngã xuống đường và bị xe lưu cán tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.